Xin chào cả nhà. Như thường lệ, hôm nay tối thứ hai, mình rất là hân hạnh được host cái buổi Facebook Live vào thứ hai hàng tuần. Xin chào Thúy, chào Oanh. Oanh ơi, chị có mời Oanh rồi đó. Trong lúc chờ Thủy kết nối với cái người khách mời tối ngày hôm nay á, thì các anh chị có thể mời đội nhóm của mình tham gia cái chương trình Facebook Live vào lúc 22 giờ tối hàng ngày. Và cái chủ đề ngày hôm nay là câu chuyện khởi nghiệp với dự án Social Media và AP24. Hello anh. Ngày hôm nay cũng là cái ngày 13 tháng 11 rồi. Mình nghĩ rằng là cũng chỉ còn có nửa tháng nữa là mình sẽ kết thúc tháng 11. Và sau đó thì tính ra thì còn khoảng hơn một tháng rưỡi nữa đúng không ạ? Một tháng rưỡi nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2017. Thì cái hành trình mà chúng ta đi với cái dự án này thì cũng được tính ra thì nghĩ rằng tại thị trường Việt Nam là cũng được hơn 8 tháng rồi. Thì những câu chuyện khởi nghiệp với dự án này thì đây cũng là một câu chuyện mà thầy nghĩ rằng là nó có tạo ra rất rất nhiều những câu chuyện ấn tượng tại thị trường này. Và trong thời gian tới nữa thì cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều câu chuyện ấn tượng hơn. Bởi vì thực sự trong một cái dự án mà chúng ta mới chỉ triển khai được khoảng hơn 6 tháng á, thì với những kết quả đạt được cho đến ngày hôm nay thì Thủy nghĩ là nhìn chung cho cả đội nhóm hit mình á, thì Thủy nghĩ rằng đó cũng là một kết quả mà rất rất là ấn tượng. Mà nếu như không có cái chiến dịch social media này thì có lẽ là cũng sẽ rất khó để mình có thể có một kết quả như thế. Anh ơi, anh có thể say hi với chị. Hello anh. Mình có gửi lời mời cho đến anh rồi nhưng không biết là cái mạng của bạn Kim Oanh nha. Anh chị đợi thử chút xíu. Mình sẽ chờ các anh chị có thể mời đội nhóm của mình tham gia cái chương trình Facebook Live ngày hôm nay ha. Thì Thủy sẽ bắt đầu khi mà chúng ta đạt được 100 người. Xin chào Quang Trần ở trên Đà Lạt. Xin chào các anh chị em ngoài Đà Nẵng. Thì cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những anh chị em mới tham gia cái dự án này trong thời gian đầu tháng 11 của năm 2017. Và thực sự hôm trước cũng có một cái câu hỏi dành cho những anh chị em mới mình tham gia ấy. Thì cái điều này thì cũng xin chia sẻ này là nếu như mà cách đây một năm về trước thì một cái câu hỏi mà những anh chị em tham gia cái cơ hội kinh doanh với Nuskin á mà chưa có social media và dự án AP24 này á thì rõ ràng ấy, cái hành trình này nó sẽ không đơn giản và nó không có dễ dàng như bây giờ. Cho nên là Thủy phải thực sự là một lần nữa là gửi lời chúc mừng đến tất cả những anh chị em nào mà tham gia cái công việc này bắt đầu từ đầu năm 2017, đặc biệt là trong khoảng tầm 3 tháng gần đây khi mà đội nhóm hit gần như là chúng ta đã xây dựng được gần như là về những Thủy nghĩ rằng là một cái quy trình khép kín á, về trong việc cái hỗ trợ để cho tất cả những mọi người để có thể bắt đầu. Nên đấy là một cái điều mà Thủy nghĩ là cũng không dễ dàng gì và cũng không phải đội nhóm nào mình cũng có thể làm được. Nên là cái câu chuyện mà khởi nghiệp đối với kinh doanh Nu Skin này nó trở nên đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta đã hoàn thiện được cái quy trình khép kín mà trong suốt hơn 6 tháng qua thì có rất nhiều những anh chị em leader đã đóng góp, đã cho đi, đã hỗ trợ cho tất cả mọi người. Bởi vì cá nhân Thủy thì cũng chia sẻ là tất cả chúng ta đến với kinh doanh này á thì chúng ta đều là những nhà kinh doanh độc lập đúng không ạ? Những nhà phân phối độc lập của tập đoàn Nu Skin và không có người nào nhận lương từ người nào hết. Vậy thì rõ ràng cái vai trò của những người leader đi trước đúng không ạ? Những người đã sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng cho đi
để chúng ta thực sự có một cái quy trình như vậy thì Thủy nghĩ đấy cũng là một cái món quà mà không phải cơ hội nào cũng mang lại được. Thì hôm nay cái chủ đề khởi nghiệp mà ngày hôm nay á thì Thủy cũng muốn chia sẻ với những anh chị em, đặc biệt là những anh chị em người mới. Thì cho đến bây giờ hôm nay thì đến giờ thì Thủy không biết là cái mạng của cái người khách mời ngày hôm nay nó đang có vấn đề. Thế nên là Thủy cũng xin bắt đầu luôn vào cái chủ đề chính, là cái chủ đề là câu chuyện khởi nghiệp với cái dự án này. Thì cách đây một tuần đúng không, thì cũng dạ cũng có host cái chương trình này và thì cũng có một người khách mời, đấy là bạn Di. Thì ở đây thì cũng muốn, hy vọng là các anh chị cũng đã được nghe câu chuyện của bạn Di rồi đúng không. Một cái bạn còn rất là trẻ, một bà mẹ bỉm sữa ba con, nhưng mà bắt đầu với kinh doanh này thì Thủy nghĩ rằng là đấy là một câu chuyện điển hình cho rất rất nhiều những câu chuyện của thời kỳ gọi là kinh doanh với cái mạng xã hội. Nên là hôm nay Thủy cũng muốn tóm tắt lại để các anh chị thấy một cái điều là bản thân á, khi mà trong kinh doanh New Skin này chúng ta bước vào với cái xu hướng của nói chung nó không còn là một cái xu hướng nhỏ nữa, mà nó là một cái xu hướng rất rất lớn của toàn cầu. Nó là một cái cơn sóng mà Thủy nghĩ rằng nếu như chúng ta không nắm bắt nó bây giờ ấy, thì có thể là mình không biết là 2 năm sau hay là 3 năm sau hay là 5 năm sau liệu nó còn quay lại nữa hay không. Cho nên là cái điều này các anh chị sẽ thấy là hiện nay các anh chị đang sở hữu một cái tài khoản Facebook. Nhưng các anh chị phải thấy một cái điều rằng là hôm nay Thủy cũng mạo muội muốn chia sẻ một cái nhìn của cá nhân Thủy như thế này. Chúng ta sẽ không thể biết được rằng Facebook nó sẽ tồn tại bao lâu nữa. Cái điều đấy là điều để các anh chị thấy đúng không ạ? Cho nên là nếu như mình nghĩ rằng là Facebook nó tồn tại mãi mãi để cho chúng ta kinh doanh, hoặc thậm chí là chúng ta vẫn giữ cái cách kinh doanh như hiện nay và đi với tốc độ như thế này, thì nó có thể giúp cho chúng ta đạt được cái trở thành cái thành viên 1 triệu đô ở Nu Skin. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy và chúng ta cứ làm từ từ á, thì Thủy nghĩ rằng là nó không phải là cái tốc độ của kinh của 4.0. Bởi vì nó cũng có thể một năm nữa người ta không sử dụng Facebook nữa, người ta sẽ sử dụng một cái cách nào đó mà có thể nó hay hơn đúng không ạ, nó tiên tiến hơn và với tốc độ nó nhanh hơn. Thế cho nên là ngày hôm nay nếu như các anh chị đang sở hữu một cái tài khoản Facebook để các anh chị có thể kinh doanh với dự án này, thì Thủy hy vọng là các anh chị có thể làm với tốc độ nhanh hơn, nhiều hơn, với tốc độ của một cái của một cái nền gọi là, Thủy nghĩ với tốc độ của một cái nền công nghiệp 4.0. Cho nên là Thủy nghĩ rằng đây cũng là một cái mà nó cũng không phải là vấn đề là nó do mình cá nhân mình nghĩ ra đúng không ạ, nhưng mà nó thực sự đấy là một cái điều mà Thủy cũng muốn chia sẻ để các anh chị thấy là mình đang sở hữu một cái công cụ để chúng ta có thể kinh doanh, nhưng nó có thể cải tiến theo một cái hình thức nó hay hơn trong cái thời gian sắp tới nữa. Các anh chị đợi Thủy một chút xíu. Thủy đã liên hệ được với người khách mời. Các anh chị chờ Thủy một chút xíu. Không biết là trong cái tuần vừa rồi các anh chị có theo dõi ở Việt Nam, các anh chị có theo dõi cái diễn biến mà chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma sang Việt Nam đúng không ạ? Các anh chị, nếu các anh chị theo dõi cái tiến trình mà của Jack Ma sang Việt Nam và có những cái bài nói chuyện ở tại Hà Nội, thì các anh chị cũng sẽ thấy đấy là việc mà chúng ta đang đón một cái làn sóng rất rất là lớn của nền kinh tế mà gọi là thương mại điện tử, mà nó sẽ bùng nổ trong cái thời gian sắp tới. Nó sẽ có những cái mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được là trong cái thời đại gig economy này thì nó sẽ có những cái mới mẻ là như vậy. Thì hôm nay á, thì Thủy cũng muốn chia sẻ thêm một ý này, các anh chị thấy này. Với bắt đầu với dự án này, các anh chị phải xác định là các anh chị đang là một doanh nghiệp siêu nhỏ. Các anh chị đang là một doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng các anh chị có khả năng cạnh tranh với những tập đoàn siêu lớn nhờ cái dự án này. Điều đó là một cái điều mà Thủy nghĩ rằng là nó không phải dễ dàng gì mà chúng ta có được. Các anh chị chỉ cần để ý một cái điều là nếu như cách đây khoảng 10 năm hay là 10 hay là 5 năm thôi, nếu các anh chị mở doanh nghiệp ra, kể cả cái doanh nghiệp của anh chị nó có thể trị giá khoảng 100 ngàn đô, 200 ngàn đô hay là 500 ngàn đô đi đúng không ạ? Nhưng các anh chị không có cơ hội thì các anh chị cạnh tranh với những tập đoàn rất rất lớn ở trên thế giới. Bởi vì họ có một cái số vốn khổng lồ và họ có thể chi rất 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 nhiều tiền cho quảng cáo. Đó là một cái sự cạnh tranh mà chúng ta không thể nào chúng ta có thể cạnh tranh nổi. Nên đấy là lý do tại sao những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm trước gặp rất rất nhiều khó khăn tại Việt Nam.
Anh chị đã thấy người ta thống kê đúng không ạ? Là phần lớn những doanh nghiệp chỉ sau mở ra năm sau 5 năm là doanh nghiệp bị đóng cửa. Tỷ lệ những doanh nghiệp còn có thể sống được sau 10 năm là một con số rất rất ít ở tại thị trường Việt Nam. Cho nên là cái điều đó là điều người ta nói rằng là Việt Nam mình những cái doanh nghiệp khi chúng ta kinh doanh và chúng ta mở ra, chúng ta không chuẩn bị để chúng ta có thể ra biển lớn. Thế vậy thì với cá nhân của chúng ta, quay lại câu chuyện mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp với social media và những dòng sản phẩm nhỏ ở tại công ty Nu Skin, thì các anh chị thấy là chúng ta đang là một doanh nghiệp siêu nhỏ, và đấy là một trong những cái xu hướng phát triển của toàn cầu. Có nghĩa đây là cái thời buổi mà chúng ta sẽ được cạnh tranh với những tập đoàn lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có hẳn cái platform mà do Nu Skin đã tạo dựng cho chúng ta. Chúng ta hôm nay thì cũng muốn nhắc lại các anh chị để các anh chị thấy là chúng ta đang sở hữu ba cái chữ P mà tập đoàn Nu Skin đã làm cho chúng ta miễn phí. Cái thứ nhất đó là một cái nền tảng đúng không ạ? Một cái platform mà không phải một cái doanh nghiệp nào chúng ta có thể tạo dựng được như vậy. Một cái platform kinh doanh toàn cầu trên 53 nước. Cái thứ hai đúng không ạ? Chúng ta có những cái chương trình chiến lược rất rõ ràng của tập đoàn đưa ra. Và cái thứ ba là chúng ta có những dòng sản phẩm chiến lược mà rất không có dễ gì mà những cái tập đoàn khác có những dòng sản phẩm tương tự để có thể cạnh tranh. Thế cho nên đấy là một cái ba cái chữ P mà các anh chị phải thấy là nếu như các anh chị đang là một doanh nghiệp siêu nhỏ thì các anh chị đang được cung cấp ba cái điều đó một cách miễn phí. Vậy thì trong kinh doanh cũng vậy, các anh chị sẽ thấy đúng không ạ? Chúng ta nói về yếu tố đầu tư đi. Thì đây là một cái lĩnh vực, một cái mảng mà khi chúng ta tham gia này gần như là chúng ta bỏ gần như là chúng những cái chi phí lớn nhất ấy, để đầu tư trong kinh doanh thì chúng ta lại không 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 cần phải đầu tư nữa. Đó là gì ạ? Đó là vấn đề về cơ sở hạ tầng, đó là vấn đề về chất xám, về sản phẩm, về chiến lược kinh doanh là chúng ta không phải lo. Chúng ta chỉ cần phải đầu tư vào một cái mảng, đấy là cái mảng marketing đúng không ạ? Cái mảng đó là cái mảng mà thực sự cái lợi nhuận lớn nhất ấy, nó nhiều nhất ấy, nó tập trung vào cái mảng đó thì chúng ta lại được hưởng lợi. Nên là nếu như các anh chị theo dõi những nếu như chị theo dõi cái những gọi là những cái điểm mạnh của những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái thời đại 4.0 này á, thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta cực cực kỳ may mắn và gần như chúng ta bỏ ra không mất tiền. Thế vậy thì đấy là một cái ý mà Thủy cũng muốn chia sẻ với các anh chị về cái việc là các anh chị cài đặt cho mình một cái tư duy là chúng ta cực cực kỳ may mắn khi chúng ta nắm bắt cái cơ hội này. Cái thứ hai là các anh chị sẽ thấy đúng không ạ? Với cái đấy là một cái xu thế của sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ á. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu cái dự án này thì chúng ta phải xác định là chúng bắt đầu nếu chúng ta là một người quản trị viên đúng không ạ? Thì chúng ta đang sở hữu một doanh nghiệp cho mình và mình là một người chủ doanh nghiệp đó, chỉ có cá nhân mình thôi. Và khi bắt đầu các anh chị muốn phát triển cái hệ thống của anh chị thực sự nó lớn mạnh nhiều hơn nữa đúng không ạ? Khi anh chị muốn phát triển ra nhiều thị trường hơn nữa thì lúc đấy bắt đầu là anh chị phát triển cái doanh nghiệp ở anh chị với một quy mô lớn hơn. Thì lúc đấy nó đòi hỏi cái gì ạ? Nó đòi hỏi cái tầm nhìn của mình nó phát triển đúng không ạ? Nó đòi hỏi cái bức tranh của mình nó cần nhìn ra một bức tranh lớn hơn, một cái bức tranh tổng thể. Vậy thì làm thế nào để các anh chị có thể chia sẻ những cái giá trị một doanh nghiệp vừa và nhỏ mà có nhiều ưu việt như vậy để các anh chị có thể chia sẻ cho nhiều người? Thì Thủy cũng muốn chia sẻ cái ý thứ hai để các anh chị có thể đi ra ngoài kia và anh chị làm sao để anh chị có nhiều đối tác có thể tham gia với anh chị. Đó là các anh chị cần phải lưu ý về cái khái niệm gig economy. Ở rõ ràng bây giờ bản thân các anh chị thứ nhất chúng ta được mở một doanh nghiệp gần như là không mất vốn này, chúng ta được đầu tư miễn phí này, chúng ta đang có một cái nền tảng hỗ trợ tuyệt vời như vậy. Vậy thì khi ra ngoài kia chúng ta phải chia sẻ thì chúng ta phải biết là chúng ta sẽ chia sẻ cho những đối tượng nào, cái kinh doanh này dành cho ai. Vậy thì rõ ràng ạ, cái kinh doanh này là một cái nếu như cách đây câu chuyện cách đây 3 năm về trước, 4 năm về trước thì Thủy hay nói đến cái yếu tố là phù hợp, hay nói đến yếu tố khả năng là liệu cái người đấy có khả năng để làm Nu Skin hay không. Khả năng ở đây là gì ạ? Có thể khả năng về tài chính, có thể khả năng về năng lực, có thể khả năng về mối quan hệ. Thì mình hay nói vấn đề về yếu tố về khả năng của người đó. Thế nhưng mà bây giờ thì Thủy muốn chia sẻ với anh chị về hai chữ phù hợp. Nếu mà với một cái doanh nghiệp mà quy mô vừa và nhỏ với nhiều ưu thế như thế thì các anh chị ra ngoài kia các anh chị sẽ tìm những đối tượng phù hợp chứ không toàn là cái những cái đối tượng mà chúng ta đánh giá theo khả năng hay năng lực của người đó nữa. Phù hợp ở đây là gì ạ? Phù hợp ở đây là theo cái xu hướng muốn kiếm một công việc nào đó trong thời đại gig economy. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là người ta muốn tìm một công việc nào nào đó nó tự do hơn, nó linh động hơn, nó chủ động hơn. Và cái thu nhập nó là một phần rất là quan trọng nhưng tiền nó không phải là cái yếu tố đầu tiên trong cái việc lựa chọn một cái kinh doanh nào hay làm công việc nào đó nữa. Thế vậy thì cái mà chúng ta đang có ấy, đúng không ạ? Cái chúng ta đang có thì nó cũng chính là cái thứ mà ở ngoài kia thị trường người ta đang rất là cần, người ta đang đi tìm kiếm. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng là chúng ta có gì để chúng ta trao lại cái giá trị cho ngoài thị trường ngoài kia. Thì rõ ràng với cái kinh doanh này thì với cái khởi nghiệp này, với cái dự án mà gọi là một cái dự án khởi nghiệp gần như là không mất vốn này ạ,
thì chúng ta có thể trao giá trị cho người ngoài kia. Rất rất nhiều người đang cần cái cơ hội này, và thậm chí người ta đang tìm kiếm cái cơ hội này. Việc của chúng ta chỉ là chia sẻ những gì chúng ta đã có. Vậy thì với cái dự án khởi nghiệp này á, thì Thủy cũng muốn nhấn mạnh các anh chị là các anh chị cần biết rằng mình có cái gì, đúng không ạ? Mình đang có cái gì để mình trao ngoài kia, và mình có rất rất nhiều cái từ cái dự án này, đúng không ạ? Chúng ta có một, thứ nhất chúng ta phải thấy rằng là chúng ta có một cái đội nhóm, một cái quy trình, một cái hệ thống khép kín mà không phải dễ dàng thì đội nhóm nào cũng có được. Các anh chị lần một lần nữa thì cũng muốn nhắc lại, đúng không ạ? Nếu như anh chị có người mới, các anh chị có thể mời họ tìm hiểu về cái cơ hội kinh doanh này. Các anh chị có thể ép họ vào trong nhóm cơ hội kinh doanh. Nếu như họ muốn quan tâm về cái việc khi họ đã có mã số rồi, đúng không ạ? Các anh chị mở mã số cho họ rồi, các anh chị có thể đưa họ vào cái nhóm này để có thể, họ có thể học hỏi, để có thể họ xem lại những video, để họ có thể bắt đầu cách post bài như thế nào. Và nếu như họ quan tâm về những dòng sản phẩm khác, các anh chị có thể ép họ vào trong cái nhóm hỗ trợ về mặt sản phẩm. Thế đấy là một cái quy trình khép kín. Ngoài ra thì các anh chị có thể có những người apply, các anh chị có những người sign like, có những người làm việc cùng các anh chị để có thể chia sẻ cái kia cơ hội kinh doanh không sở hữu này đến bất kỳ một người nào, bất kỳ đang ở đâu, bất kỳ ở thời điểm nào mà các anh chị không nhất thiết phải ra khỏi nhà. Thì đấy là những cái sự ưu việt đối với cái dự án khởi nghiệp này. Nên là Thủy nghĩ rằng là ở ngoài kia thì hiện nay tại thị trường Việt Nam thì có rất rất nhiều những cái nơi, những cái trung tâm họ bán những khóa khởi nghiệp, đúng không ạ? Họ bán những cái cách để mình có thể làm giàu. Nhưng mà Thủy nghĩ là không ở đâu hết mà chúng ta có một cái môi trường mà khởi nghiệp thực tế như ở đây, đúng không ạ? Điều quan trọng nhất là thực tế. Những gì người ta dạy á, quan trọng là nó có nơi để chúng ta thực hành hay không. Thì biết là ở ngoài kia có những khóa học dạy, đúng không ạ? Bán hàng, kinh doanh, khởi nghiệp, và hàng ngàn người đi học. Người ta bỏ ra số tiền có thể là 15, 20 triệu, thậm chí là hơn như vậy để người ta bỏ ra, để người ta đi học cái lớp khởi nghiệp. Nhưng thì cũng muốn xin hỏi là liệu rằng ngoài kia nếu một ai đó dạy lớp khởi nghiệp á, thì có môi trường để các anh chị thực hành hay không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây nếu như xem đây là một cái sân chơi để chúng ta thử nghiệm đi, thì chúng ta có được chơi thử hay không? Thế còn như ở đây thì rõ ràng là chúng ta được làm thật chứ phải làm thử nữa. Và làm thật thì chúng ta không mất một đồng vốn nào hết cả. Chúng ta post bước một lên, đúng, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thử cái cơ hội này với số vốn bằng không. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng muốn nhấn mạnh các anh chị là các anh chị cứ xem như cái cơ hội khởi nghiệp này là các anh chị đang bỏ số tiền cả ngàn đô các anh chị đi học đi. Và anh chị bắt đầu cái cuộc chơi của anh chị trong cái sân chơi này. Thì hơn ai hết á, các anh chị sẽ thấy mình may mắn là bởi vì các anh chị có người để dẫn dắt mình, có người để chơi cùng với các anh chị. Nếu như chúng ta làm sai, chúng ta hoàn toàn chúng ta phải sửa lại. Nếu chúng ta làm sai không nhất thiết là chúng ta phải mất vài ngàn đô hay vài chục ngàn đô để chúng ta khởi nghiệp lại với cái dự án này. Chúng ta sai, chúng ta sửa, chúng ta làm chưa tốt, chúng ta sẽ làm lại. Nên đấy là những cái mà điều mà hôm nay thì cũng muốn chia sẻ. Hy vọng là các anh chị sẽ cảm nhận những sự ưu việt của cái dự án khởi nghiệp này, và nó có thể dành cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là chúng ta không đi tìm những cái người để mà chúng ta phải thuyết phục họ, hay là chúng ta lôi kéo họ, hay chúng ta nói với họ là cái dự án này rất là dễ. Điều quan trọng là chúng ta đi tìm kiếm những người phù hợp. Chúng ta đưa cho họ cái dự án này nó có những điểm ưu việt như thế nào, đúng không ạ? Nó có những lợi thế như thế nào. Và nếu như một ai đó người ta quan tâm, nếu như một ai đó người ta đang đi tìm kiếm, thì rõ ràng đấy là đối tượng mà nó sẽ phù hợp với dự án này. Và thì cũng không biết là các anh chị có những câu hỏi nào, hoặc là các anh trong thời gian vừa rồi khi mà anh chị khởi động với người mới á, thì các anh chị có những khó khăn gì. Thế nhưng một số anh chị em hay liên lạc với Thủy á, thì thường những câu hỏi là làm thế nào để người ta nhận ra đây là một cơ hội lớn, hay là làm thế nào để người ta có thể khởi động cái cơ hội này một cách hết sức nghiêm túc. Thì dĩ nhiên chắc chắn một cái điều của anh chị, chúng ta không thể nào kiểm soát được bất kỳ tư duy của một người nào đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng không thể nào đẩy cái tốc độ của một cá nhân nào đó nếu như họ thực sự họ chưa muốn làm. Cho nên là ở đây nó có một câu thì rất là thích, đấy là chúng ta chỉ có thể dắt con ngựa đến dòng sông thôi, nhưng chúng ta không thể bắt con ngựa uống nước được. Nên là với cái dự án này, đội nhóm giúp chúng ta triển khai cho đến thời điểm này là được 8 tháng rưỡi. Thì với cá nhân Thủy thì đánh giá rằng với 8 tháng rưỡi như vậy thì cái dự án nó gần như là Thủy nghĩ rằng là như vậy là nó quá tốt rồi, và nó đang tiến triển vô vô cùng tốt đẹp. Điều quan trọng là chúng ta đi tìm kiếm những người phù hợp với dự án này, những người thực sự muốn thay đổi cái cuộc chơi trong cái kinh doanh của cái ngành bán hàng trực tiếp như thế này. Và nếu như không có social media thì thực sự cá nhân mình tại thị trường Việt Nam á, mình cũng thấy rằng là mình cũng khá loay hoay trong cái việc để có thể khởi động cho một cái người mới. Nhưng mà với dự án này thì mình thấy là một điều là mình cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhõm, mình cảm thấy cái trách nhiệm của cái người leader trên vai mình á, mình thấy rằng là nó được gần như là nó thả xuống rất là nhiều.
Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nó phá vỡ những cái giới hạn mà trước đây trong suốt 4 năm mình đi tìm kiếm nó không có được. Còn ở đây rõ ràng là chúng ta được lựa chọn đối tác, chúng ta được lựa chọn những người sẽ song hành cùng với mình, và thứ nhất cái người song hành cùng với mình, người ta cũng được lựa chọn cái tốc độ đi của họ trong cái thời đại kinh tế 4.0 như thế này, đúng không ạ? Cái tốc độ đấy nó phụ thuộc vào cái ước mơ của mỗi người, nó tùy thuộc vào cái mục tiêu của mỗi người, nó tùy thuộc vào cái khao khát của mỗi người, để người ta có thể lựa chọn cái tốc độ đi làm sao cho nó phù hợp nhất. Thế cho nên là để mà gọi là cái khởi nghiệp, đúng không ạ, hay là khởi động với cái dự án này, thì Thủy nghĩ rằng cái công thức ấy, cái quy trình nó gần như là giống nhau, đúng không ạ? Cái quy trình nó là 100% trong đội nhóm viết chúng ta đưa ra là áp dụng cho tất cả mọi người. Thế nhưng việc chúng ta sử dụng cái quy trình đó như thế nào, đúng không ạ? Thì nó cũng giống như là một cái người đầu bếp, người ta sử dụng con dao đó như thế nào, thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, tùy thuộc vào cái tốc độ phát triển của từng leader, để làm sao chúng ta có thể tận dụng cái dự án này, một cái dự án khởi nghiệp gần như là cái số vốn bỏ ra bằng không. Và điều quan trọng nhất thì thích nó là cái giá trị của nó phù hợp đúng với cái tầm nhìn và sứ mệnh của tập đoàn Nuskin đặt ra. Đó thực sự được trở thành cái cơ hội chuyển đổi cuộc sống cho rất rất nhiều người, và nó dành cho tất cả mọi người đều có thể bắt đầu với kinh doanh này. Nên là Thủy cũng rất tiếc là ngày hôm nay do cái mạng nó chưa được tốt, cho nên Thủy không thể liên hệ được với câu chuyện mà muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay trong cái việc dự án khởi nghiệp. Thì Thủy cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện mà hôm nay Thủy muốn đưa lên đây á. Đây là một câu chuyện mà để các anh chị thấy là cái hành trình của bạn, hy vọng là lần tới thì bạn sẽ lên trên này để chia sẻ cái hành trình đó. Tức là bạn bắt đầu vào kinh doanh này cho đến thời điểm này là gần như là 7 tháng. Thế và sau 7 tháng đấy thì mình sẽ đánh giá bằng kết quả của cá nhân đó nó có sự phát triển hay không. Thì nếu như các anh chị còn theo dõi thì các anh chị sẽ thấy là câu chuyện của bạn Kim Oanh cách đây cũng khá là lâu thì có lên chia sẻ về câu chuyện thành công của bạn. Thì cho đến ngày hôm nay thì sau 7 tháng thì trong hệ thống của bạn đã tạo ra được hai người quản trị viên dưới mình hoàn toàn nhờ social media và AP24. Điều này để các anh chị thấy một cái điều là nếu thực sự các anh chị tin tưởng vào dự án khởi nghiệp này, nếu các anh chị có một cái tư duy nghiêm túc về kinh doanh này, nếu các anh chị tin tưởng rằng đây là một cái làn sóng lớn mà Nuskin bắt nhịp cùng với làn sóng của toàn cầu, không riêng gì trong cái lĩnh vực bán hàng trực tiếp, thì chắc chắn là chúng ta có thể tạo ra kết quả. Và hơn bao giờ hết mình cảm thấy rằng là cái dự án này nó có sự sao chép tốt hơn, nhanh hơn, và điều quan trọng nhất là bất kỳ cá nhân nào cũng có thể sao chép được, miễn là chúng ta cho phép mình dành cái thời gian để chúng ta học hỏi. Và cái công thức mà 80-20 đối với social media thì hơn bao giờ hết hôm nay thì cũng muốn tranh thủ thì muốn nhắc lại với các anh chị cần phải biết là 80% các anh chị tập trung vào đâu trong cái lĩnh vực mà liên quan đến việc kinh doanh phát triển mạng, gọi là kinh doanh phát triển social media qua cái Facebook. Nó không phải cái việc mà 80% không phải là cái việc là chúng ta dành thời gian vào việc mà chúng ta lướt Facebook nữa, mà 80% thời gian và công sức của chúng ta cần tập trung vào những gì mà nó mang lại cái hiệu quả của mình ở trên mạng xã hội. Và các anh chị sẽ thấy là các anh chị cần phải tập trung công sức của mình vào 20% để tạo ra 80% kết quả. 20% đó đến từ đâu ạ? 20% đó nó đến từ cái việc mà rất rất nhiều người tham gia cái kinh doanh này bởi vì người ta nghĩ rằng nó đơn giản và nó dễ, nhưng người ta không đủ sự cam kết, người ta không đủ cái gọi là cái niềm tin của họ vào cái dự án này. Thế cho nên các anh chị sẽ thấy trong một cái đội nhóm mà có gần 2.000 người, đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ có khoảng tầm, luôn luôn thì thấy rằng là nó chỉ chiếm nếu như từ 3 đến 5% những anh chị cam kết để theo sát cái chương trình này thì Thủy tin rằng ai cũng sẽ đến đích. Nên là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Thủy cũng muốn kết thúc ở đây, và hy vọng rằng là các anh chị có thể ghi, các anh chị có nốt lại được một vài ý mà có thể giúp cho anh chị có thể làm việc để khởi nghiệp với cái người mới được tốt hơn. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong những thời gian sắp tới.